Xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay bên vườn em mình sẽ chia sẻ các bác những chậu lan rất là đẹp các bác ạ. Đây, đơn nhà em hôm nay cũng đang chuẩn bị đi cho khách đây các bác ơi. Đang chuẩn bị đi cho khách đây. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên em là 0977842981 các bác nhé. 0977842981 các bác ạ. Rồi đến với phiên bán hàng thì em sẽ giới thiệu các bác đây, đó là một cái chậu dáng gương mặt trời Bangkok các bác ạ. Đang bắt đầu đi nụ rồi ạ. Đấy. Đang bắt đầu đi nụ nha. Phải nói chậu rất là to, chậu này của em có 3 cây các bác ơi, 3 cây rất là lớn. Đang bắt đầu đi nụ các bác ạ. Rất là to và đẹp. Các bác nào sưu tầm được cái chậu này thì chốt cho em với giá là 600k các bác nhé. Chậu 3 cây này ạ. 600k. Đây, dáng gương mặt trời Bangkok. Anh chị các cô nào mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em gái các bác nhé. Một chậu dáng gương mặt trời Bangkok phải nói hoa rất là đẹp luôn. Các bác nào sưu tầm được thì liên hệ trực tiếp cho em gái cái chậu này. Dáng gương mặt trời Bangkok các bác nhé. Em sẽ chia sẻ với giá là 600k. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp lên số điện thoại là 0977842981 các bác ạ. Đây, hoa rất là đẹp luôn. Đấy. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em gái nhá. Đây, điểm có những cái lũa to này các bác này. Em có những lũa to này, đây lũa này rất là to, lũa này thì có 5 cây các bác. 5 cây trên một cái lũa này, lũa tác phẩm, lũa này thì nó chưa có nụ các bác nhé, chưa có nụ. Chung các bác ơi, thuần rất là dân dã này. Ở nhà vườn còn thuần cho nó ăn cả phân trâu các bác ạ, rất là đẹp. Còn chậu này có 1 2 3 4 5 cây các bác, 5 cây. Chung hàng thuần lâu rồi, các bác treo và chờ hoa thôi, 1 năm thì thường nó cho tới 2 đến 3 đợt hoa các bác, 2 đến 3 đợt hoa. Đối với chậu 5 cây này bác nào sưu tầm được em sẽ chia sẻ với giá là 1.1 triệu các bác, 1.100k nhé. 1.100k các bác ạ. Đó, bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em gái 1.100k nhé. Rồi tiếp đến thì em gái sẽ giới thiệu các bác những cái chậu nhạn tháng 8 các bác ạ. Một chậu nhạn tháng 8 đang bắt đầu đi nụ này, cây rất là lớn các bác ơi, cây này thì rất là lớn nhé. Cây này thì khá là to và cũng có hình là dáng là hơi thác đổ nghiêng nghiêng cả nhà mình ạ. Đây có một nụ này, hai nụ này. Đấy, một cái lá trên này. Tại là có một nụ hai nụ các bác ạ. Chậu này thì đây này, nó xuất mất một tí lá các bác này, xuất một tí lá này. Chính con này bằng lá lỗi thôi. Và bác nào sưu tầm được chậu này thì em sẽ chia sẻ là 550 các bác, 550. Đấy, tính ra là lỗi lá, em tính bằng bán bằng giá là lỗi đấy. Cái thị trường vẫn bán cây này tầm hơn 1 triệu cơ. Em chia sẻ 550 nhé. Rồi tiếp đến chậu này của em thì có một nụ, hai nụ, ba nụ các bác. Chậu này đang nụ cây mít. Cây mít mít đẹp. Cái chậu này cây mít đẹp em sẽ chia sẻ cũng giá là 500k các bác, 500k. Đây, chậu này thì có một nụ rất là to này. Đấy, chậu này một nụ rất là to. Cũng rất là đẹp các bác. Chậu này em chia sẻ các bác 500k các bác nhé, 500k. Đó, anh chị các cô mua hàng liên hệ trực tiếp cho em gái nhé, nhận tháng 8 các bác ạ. Mua hàng thì liên hệ trực tiếp lên số điện thoại cho em gái. Cái số là 0977842981 các bác nhé. Rồi tiếp đến thì em sẽ chia sẻ các bác một cái lũa lan đay châu ấy, nó rất là to các bác. Một cái lũa lan đay châu mà nó được thuần trên lũa khá là đẹp. Để ghép lên cái lũa này nó cũng là cả hơn 2 năm tuổi các bác ơi, hơn 2 năm tuổi nó mới có một cái lũa lan như thế này. Bác nào sưu tầm được thì liên hệ trực tiếp cho em gái cái lũa như thế này các bác nhé. Đây, lũa này thì em sẽ chia sẻ các bác với giá là 1.450.000 các bác ạ, 1.450k cho cái lũa lan đay châu đẹp như thế này các bác ạ. Các bác anh chị các cô mua hàng liên hệ trực tiếp đến số điện thoại cho em gái nhé, theo số là 0977842981 các bác ạ. Đó, 0977842981 để mình có những chậu lan rất là đẹp nhé. Đây là lũa lan đay châu của em thì nó có 5 cây các bác ạ, 5 cây nhé. Nó là châu màu các bác ơi, châu màu bò sữa, cam lửa, đỏ đốm này, có đủ màu các bác nhé. Đấy, lũa này chia sẻ 1.450.000 các bác ạ, 1.450k. Để cho các bác coi hoa này, nó rất là nhiều những cái màu đẹp luôn các bác ạ. Nhiều những màu đẹp lắm. Bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em gái nhé, tại vì các bác em cũng chia sẻ nhanh thôi. Lên nhanh các bác ngắm cái lũa châu này, nó rất là đẹp. Đây các bác ơi, những cái màu lan rất là đẹp này. Đó, bác nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp cho em gái các bác ạ. Rồi tiếp đến thì em sẽ chia sẻ các bác đó là cái chậu trầm tím các bác ơi, trầm tím Điện Biên này. Phải nói là không có nhiều, có một chậu thôi. Một chậu thôi các bác, một chậu duy nhất A6. A6 bác nào sưu tầm được em chia sẻ 280 nhé. 280k chậu trầm Điện Biên, trầm tím. Trầm tím rừng Điện Biên thì nó có đặc điểm là rất là thơm các bác ạ, hoa rất là thơm. Đó, các bác anh chị các cô nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em. Đấy, em chia sẻ các bác là 280k nhé, trầm tím á. Trầm tím rừng Điện Biên này các bác nghe thôi là mình đã biết em cái dòng trầm này nó rất là đẹp rồi, nó nổi tiếng ngày xưa, nó đỉnh đám lắm các bác ạ. Trầm tím này rất là thơm. Đấy, trầm Điện Biên nhá. Và đặc biệt là nó rất là sai hoa các bác ạ. Đấy, chốt cho em là 280 nhé. Trầm tím Điện Biên này nó rất là thơm. Đấy, rất là đẹp luôn. Và các bác anh chị các cô mua hàng liên hệ trực tiếp cho em gái. Đây, lại giới thiệu các bác một cái chậu lộc bắc đua ngọn các bác ạ.
Đây, đó là một cái chậu lộc bắc. Các nào sưu tầm thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Lộc bắc đua ngọn này. Chậu này thân cũng khá là dài các bác ạ. Thân là khá là dài. Các nào sưu tầm được cái chậu lộc bắc này thì chốt cho em này. Lộc bắc này có mã là M2 các bác ơi, M2 nhé. Các nào sưu tầm được thì lại chốt cho em gái M2 lộc bắc đua ngọn thì em sẽ chia sẻ. Các bác, chậu này với giá là 230k các bác ạ. 230k. Ngày xưa lộc bắc đua ngọn phải tính theo sen, theo ki. Đấy. 230k cho chậu lộc bắc đua ngọn như thế này. Các bác anh chị các cô mua hàng liên hệ trực tiếp cho em gái nhé. Rồi, tiếp đến em gái giới thiệu các bác những cái chậu mít sen hồng Hàm Yên cả nhà mình ạ. Tiếp đến thì em gái lại giới thiệu những cái chậu mít sen hồng Hàm Yên này, nó rất là đẹp, có cả chậu mẹ và chậu ki nhé. Nói chung là có cả chậu mẹ và chậu ki. Đấy, bác nào mua hàng được thì liên hệ trực tiếp cho em gái này, mít sen hồng Hàm Yên này, đẹp lắm các bác ơi. Này. Đấy, bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em gái, đây là những chậu mẹ này. Ki này là cắt ki khai thác rồi này. Chậu này em chia sẻ là 250 nhá, 250. Mít sen hồng Hàm Yên này, đây, đấy cũng là chậu mẹ này. Đấy. Ki chân thân nó cũng đang chuẩn bị nở, chuẩn bị đi này, đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, chậu này chia sẻ của các bác là 350 nhá, 350. Mít sen hồng Hàm Yên. Và đối với những chậu cắt ki này, đây mọi người nhìn thấy chưa? Cắt ki từ cây mẹ sang, chậu này em sẽ chia sẻ 150 nhá. 150. Đối với chậu này thì em sẽ chia sẻ là 120. 120 ạ. Đấy, mít sen hồng Hàm Yên các bác nhá. Chị các cô nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em gái. Còn đây lại giới thiệu các bác những cái chậu lan cát này, cả nhà mình ơi, một những chậu lan cát đại pha thơm nhá. Đủ các tông màu để các bác lựa chọn này. Đấy, rất là nhiều màu hoa luôn các bác ạ. Nó đều là dòng cát đại bông rất là to, đều đang có mèo các bác ơi. Thì các bác cứ lựa chậu cho mình này, mèo. Mèo rất là to này. Đấy. Cái chậu này rất là sum. Đây các bác nhìn cái chậu lan nuôi vườn là các bác biết rồi. Đấy. Nhà em đã nuôi thuần vườn mấy năm tuổi rồi, nên cây rất là khỏe, về các bác chờ hoa thôi nhé. Bây giờ nó là mùa hoa, thực ra có những chậu nó cũng chưa đi mèo, có chậu đi mèo rồi, đây có mèo này. Đây có mèo rồi các bác ơi, mèo đây này, đấy. 320k cho một chậu này, đấy. Mèo hết này, đang có mèo này, 320 một chậu nhé, đấy. Đang có mèo luôn, cái chậu này thì nó gần nở rồi nhé. Chậu này gần nở rồi các bác ạ. Đó, 320k cho một chậu. Cắt đại nhé các bác ơi, cắt đại pha thơm. Các anh chị các cô mua hàng liên hệ trực tiếp cho em gái nhé. 320 cho một chậu cắt đại như thế này. Nó rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp đến thì em sẽ chia sẻ những cái chậu cáo đỏ các bạn nhà mình ạ. Cáo đỏ này. 350k cho một chậu này. Cái này là V4 nhé. Cái này là V3. V3 350 nhé. 350 cáo đỏ nhé. Cáo đỏ Cao Bằng thì chắc là em cũng không có giới thiệu nhiều nữa. Còn chậu này là cáo tím. 250k chậu này có 2 cây này. 250 này. Còn chậu này nhiều cây thì em sẽ chia chậu này 4 cây em sẽ chia sẻ là 280 nhé.